Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tùng Nguyễn của Bích ha. Thì video trước mình đã hướng dẫn các bạn giải F2L tự nghiệm. Rồi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải một cái trường hợp nữa là trường hợp giải F2L Kehoe. Thì khi mà mấy bạn giải được cái này thì các bạn sẽ cải thiện được đáng kể cái tốc độ giải F2L của các bạn nha. Mình có một lưu ý nhỏ là giải Kehoe này á, mình chỉ áp dụng đối với cặp F2L thứ hai và thứ ba thôi. Tại vì cặp F2L thứ tư á thì nó sẽ không có cái BF2L trống, thì các bạn sẽ không áp dụng được. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, thì từ từ các bạn sẽ bạn theo dõi các bạn sẽ hiểu thôi. Thì trường hợp đầu tiên là trường hợp nó như thế này, là thay vì cái góc này á, nó xuống đây nó sẽ đúng phải không? Mà bạn nếu mà áp dụng F2L các bạn phải phá cạnh này lên. Đó, phá cạnh này lên thì nó sẽ làm cho các bạn tăng mu, nó sẽ làm lâu hơn. Thì mình sẽ sử dụng Kehoe để mà mình tận dụng được những gì mình đang có ha. Là cái cạnh này nó đã đúng rồi. Thì mà để mà làm mà đưa được cái góc này xuống đây á, mà không phá bỏ cái cạnh đúng rồi á, thì bạn sẽ làm giống như mình. Rồi mấy bạn bạn sẽ làm giống mình nha. Bạn sẽ đưa cạnh này qua đó nè, làm lại cho mấy bạn xem nè. Để mà đưa được cái góc này á, xuống đây á, mà không phá vỡ được cạnh, không phá vỡ được cái cạnh đúng của nó rồi á, thì bạn tận dụng nó nè. Bạn sẽ xây cạnh phía trái qua nè. Rồi bạn xây lên, xây qua, hay xuống, rồi bạn trả về, đó, thấy chưa? Thì mấy bạn sẽ đưa nó xuống được, đó. Mình sẽ tận dụng cái BF2L chưa đúng nha các bạn. Còn đúng rồi thì mấy bạn không áp dụng được nha. Rồi mình làm lại cho các bạn xem nè. Nè, trường hợp mà cái cạnh F2L nè, nó đã đúng rồi nè. Mình muốn đưa cái góc này xuống đây mà không phá bỏ cái cạnh F2L này, mình tận dụng nó luôn á, thì mình làm như sau. Mình đưa cái cạnh này qua, rồi đưa lên, đưa qua, đưa xuống, rồi trả nó về, đó, thấy chưa? Rồi mình đến với trường hợp tiếp theo nè. Trường hợp tiếp theo là như vậy nè. Trường hợp mà cái góc nó đã đúng rồi, mà cái cạnh của nó nè, cạnh của nó đây nè, muốn xuống đây. Nếu bạn làm F2L bình thường á, bạn sẽ phải phá cái góc này lên. Đó. Thì mình sử dụng Kehoe á thì mình sẽ tận dụng cái góc này luôn. Đó. Rồi mình đưa cái cạnh này xuống đây. Đó. Rồi, cách đưa làm sao thì bạn sẽ để vị trí này cho mình. Bạn xây này qua. Đó. Rồi bạn đưa này lên. Nè, các bạn tận dụng cái BF2L chưa đúng nha các bạn, còn đúng rồi là không có được. À, các bạn xây qua, xây lên, xây qua, xây xuống, nè, nó được cái cạnh đúng rồi nè, rồi các bạn trả về. Đó, vậy là mình đã tận dụng được. Cái cách Kehoe này nó hay lắm các bạn, thấy không? Rồi mình làm lại cho các bạn xem nè. Nè, khi mà cái góc của nó đúng rồi phải không? Cái góc của nó đúng rồi nè, thì mình tận dụng cái BF2L chưa đúng ở bên đây. Mình xin lưu ý lại là cách Kehoe là nó chỉ áp dụng đối với BF2L thứ hai và thứ ba thôi, còn thứ tư thì nó sẽ không có cái bè trống, thì mình sẽ không làm được nha các bạn. Rồi trường hợp này thì bạn tận dụng cái góc này để mình đưa cái cạnh này xuống đây. Thì bạn làm gì? Xây qua, xây lên, xây qua để nối với tâm nè, rồi xây xuống, đó, rồi trả về. Đó, vậy là mình đã xong được F2L. Đó. Vậy đó, là mình đã tận dụng được F2L. Bạn không có phải phá mất thời gian, thấy không? Rồi, bạn thấy sao? Có khó quá không? Nếu khó thì hãy để lại bình luận bên dưới, mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn ha. Còn
Nếu bạn thấy video hay bổ ích thì hãy đăng ký kênh để mình tiếp tục làm video nhiều video hay bổ ích gửi đến các bạn nha. Cảm ơn các bạn.